Chào các bạn đã kinh xe phong cách 24 giờ. X1R thức tỉnh sau bao nhiêu năm ngủ quên. Dù X1R không được Yamaha phân phối tại Việt Nam, những người đã yêu thích có thể muốn sở hữu mẫu con tay này bằng cách độ lại dàn vỏ cho xe. X1R được trang bị khối động cơ 105cc, dòng xe nhập từ phân phối thị trường Thái Lan. Xe trang bị nhiều vũ khí huyền thoại như mâm jack, lừng danh, cản và thùng sa vi, lắp ốp đầu NBIT, tay con CRR, cụm tăng tốc bao tay Dibono, bình dầu rời CNC. Bô 150 cũng là một phần của chiếc xe, đĩa trước sách, các chân sau CNC. Toàn cảnh xe chân dung bí ẩn cái lớp full face của chủ nhân. Các bạn thấy chiếc xế này đội như thế nào? Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại chi tiết. Nhớ like, share, subscribe.